thoại với Thưởng, bơi từ nãy giờ chưa đi tí nào này. Cố lên. Ui giời, gió to lắm mọi người ạ. Đây là thuyền của tôi đang đứng im đấy nhá. Mọi người nhìn này, thuyền của tôi đang đứng im này. Đây làm sao mà sang được đảo nhỉ? Cả anh em chúng tôi đã lên bờ hết rồi ở trên đảo của Lý Sơn. Thì hôm nay thì cái thử thách bơi từ đất liền ra thì nó hơi gọi là bất khả thi, bởi vì hôm nay cái điều kiện tự nhiên dòng chảy rất là mạnh, sóng đánh nhấp nhô, thế nên là ai mà không quen là sẽ bị say sóng. Hôm nay là Thoại là người khỏe nhất, không bị say, không bị nôn và cũng là người bơi được nhiều nhất. Hôm nay chặng đầu tiên là Thoại đã bơi khoảng 17 km, sau đó mới lên thuyền nghỉ. Bởi vì là bị lệch hướng nhiều quá nên là khả năng là không thể ra được đảo. Thế là phải lên thuyền để ra một cái hướng mà nó không bị ngược dòng nữa, là hướng xuôi. Xong bơi tiếp thêm vài cây nữa. Đấy, tổng cộng hay Thoại bơi chắc là đâu đó khoảng 20 cây. Khoảng 20-21 cây. Đấy là Thoại này là người khỏe nhất và bơi được nhiều nhất rồi.
Tôi tạch ở cây thứ 10, tôi nôn nhiều quá là tôi tạch rồi. Anh Hùng thì chưa bơi được cây nào trên thuyền, anh ấy đã phun bằng sạch và xanh mặt vàng rồi. Không bơi, không chơi thuyền mới phun. Trên thuyền xanh nhiều. Trên thuyền xanh nhiều đúng không? Đấy. Hôm nay nói chung là cái thử thách này rất là khó. Phải căn được cái hôm nào thời tiết cực kỳ đẹp, biển cực kỳ êm. Lý Sơn thì hầu như không nghĩa là phải căn được cái hôm nào thời tiết cực đẹp thì mới có thể bơi được từ đất liền ra. Còn nếu mà nó đã biến số, nó đã phải cái ngày mà có dòng chảy sóng nhấp nhô lớn như này thì đường chim bay thì là 25 km, nhưng mà đường bơi thì chắc phải 40 km. Ở hôm nay 40 giây mấy cây đấy, anh em nhìn toàn 43 chỉ 40. Nói chung kèo rất là khó nhưng mà thôi, vận tốc 60 phút/giờ. 60 phút/giờ hôm nay thế là rất là cố gắng rồi.